10 decibel, dưới 15 decibel là bị phạt là từ 20 đến 40 triệu. Còn nếu mà là cơ sở kinh doanh á, bị đình chỉ chỉ hoạt động là từ 3 tới 6 tháng. Đó, bà nghe chưa? Bà đang vi phạm đó. Thằng con ông cũng vậy, có khác gì đâu. Thôi. Mình ồn nữa rồi. Ta nói cả hai á, đều bảo thủ. Ai cũng có lỗi trơn á, mà chẳng ai muốn chịu thua ai. Tình làng nghĩa sớm có nhau, mình chọn thời gian thích hợp ngồi lại nói chuyện là mọi chuyện đều rõ ràng mà thông suốt hết, đúng không anh Bốn, đúng không chị Dạo? Tôi nói như thế này nghe, không phải cái chuyện gì á cũng nhờ đến chính quyền để giải quyết, bởi vì á từ cái ích kỷ, cái hẹp hòi nó mà nó phát sinh ra. Bởi con người á khi mới ra đời á nó luôn luôn tồn tại cái tôi riêng của nó, cái tôi thì ai cũng cần nhằm để là khẳng định cái bản thân mình. Nhưng mà điều quan trọng đó là chúng ta phải biết quản lý bản thân thiệt là tốt, biết lắng nghe những ý kiến đóng góp trái chiều để điều chỉnh hành vi của bản thân, dẹp bỏ cái tâm hẹp hòi ích kỷ, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Lúc đó cái tôi thì nhẹ mà cái chung thì nặng, đó mới là điều đáng quý, đáng trân trọng. Còn ngược lại, chúng ta sẽ bị cơ quan có thẩm quyền xử lý chúng ta theo pháp luật đó anh chị. Nghe chú và các anh chị nói tự nhiên tôi thấy thấm quá. Tính tôi rất là bảo thủ, ai góp ý gì tôi cũng cãi ngay. Thì tôi cũng vậy. Thôi sẵn đây tôi xin lỗi chị Giàu, cũng vì ấm ức cái vụ về cái máng xối đó mà thôi. Thôi anh đừng có nói nữa. Tuy tôi là người thắng, nhưng mà có ăn ngủ ngon giấc đêm nào đâu. Cảm giác mình mất đi thứ gì đó lớn lắm. Biết mất gì không? Dạ gì chú? Mất lòng tin, mất tình làng nghĩa xóm. Trước đây khó khăn thì khăng khít đồng kết với nhau. Dạ. Nay thì giàu có rồi thì chỉ khăng khăng lo của mình mà chẳng nghĩ đến cái lợi của người chung quanh. Dạ. Thôi con sẵn đây con biết rồi chú Tư. Thôi chú Tư cho con xin lại lá đơn đi chú Tư. Nè. Con có bữa là từ rày con hát karaoke chỉ một lần với cái âm thanh vừa đủ nghe thôi ạ. Dạ, nãy giờ con đứng ở ngoài á con cũng nghe hết rồi. Cho con xin lỗi cô Giàu vì thiếu lễ phép khi trả lời góp ý của cô. Con thấy là một thanh niên thì thể hiện bản thân mình là tốt, nhưng mà phải đúng chỗ và thật khiêm nhường. Thưa cô chú. Đúng rồi. Như vậy là thông suốt hết phải không? Dạ. Qua mẫu chuyện này cho chúng ta thấy có nhiều bài học kinh nghiệm, nhất là cái lòng vị tha, cái sự tôn trọng, biết trước biết sau, biết trên biết dưới, và vấn đề đối nhân xử thế, tình làng nghĩa xóm. Dạ, thôi con cảm ơn chú Tư, cảm ơn mấy anh chị trong tổ hòa giải. Sẵn đây con xin đại diện cho chị Giàu, thì từ đây tụi con xin hứa sẽ thực hiện tốt tình làng nghĩa xóm. Tiểu phẩm của đơn vị tỉnh Vĩnh Long đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn và xin trân trọng kính chào. Vâng, xin được cảm ơn tiểu phẩm của đơn vị Vĩnh Long vừa đem cho chúng ta những cảm xúc rất thật và một cái tình huống rất là thực tế trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày diễn ra. Tuy nhiên là các hòa giải viên của đơn vị Vĩnh Long đã xử lý tình huống này và đưa cho chúng ta vào một cái tình làng nghĩa xóm rất là thân thiện. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần thi hòa giải khéo của đơn vị Bình Phước. Xin mời các thành viên của đơn vị Bình Phước sẽ tiến ra sân khấu. Vâng, xin cảm ơn cổ động viên dành tặng cho đơn vị Bình Phước. Sau đây xin mời đơn vị Bình Phước sẽ chọn bông hoa may mắn cho đơn vị mình. Xin mời. Dạ, Bình Phước xin chọn câu số 19 ạ. Vâng, bông hoa may mắn số 19. Xin mời bông hoa may mắn số 19. Và câu hỏi như sau. Ông Hòa nuôi một con bò. Một đêm mưa, do cài then cửa chuồng không chặt, gió thổi mạnh làm bật cửa, con bò sống chuồng chạy ra ruộng ngô của bà Hương. Sáng ra, bà Hương phát hiện con bò đã ăn và giẫm nát một khoảnh ruộng ngô non, nên bà Hương cột bò lại đầu ruộng và yêu cầu ông Hòa phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do con bò gây ra, tính theo năng suất và sản lượng ngô ước tính thu hoạch được. Tuy nhiên, ông Hòa chỉ chấp nhận đền bù một nửa vì ông không cố ý thả bò vào phá ruộng ngô. Mỗi người một ý, chẳng ai chịu ai, mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông bà sẽ hòa giải như thế nào? Xin kính mời đội của mình có 4 phút suy nghĩ và trả lời.
Đội Bình Phước xin được phép trả lời phần câu hỏi của mình. Trước hết là được phân công thì tôi xin xác định về mặt thẩm quyền, đây là vụ việc hoàn toàn được phép hòa giải tại cơ sở. Vấn đề thứ hai, mâu thuẫn ở đây là tranh chấp về dân sự bồi thường thiệt hại. Có nguyên nhân là do bò của ông Hòa đã ăn ruộng ngô của bà Hương. Vấn đề thứ ba, về căn cứ pháp luật thì chúng tôi xin được chọn điều số 603 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra. Có nội dung chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra. Người đang chiếm hữu và đang sử dụng súc vật cũng phải bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có quy định khác. Và trong nguyên tắc về bồi thường thiệt hại ở điều 585 luật dân sự 25 có quy định rất rõ, bồi thường phải kịp thời, song phẳng, phương thức, cách thức, thời gian do các bên tự lựa chọn. Vấn đề tiếp theo là mức bồi thường có thể sẽ được thay đổi theo thời gian hoặc theo cái quy định chung mà yêu cầu tòa án giải quyết. Vấn đề tiếp theo là sẽ không được bồi thường nếu trong trường hợp người bị thiệt hại có lỗi, không ngăn cản hoặc cố tình bỏ mặc cho nó xảy ra. Thế như vậy thì để đảm bảo cho giải quyết tình huống này, xin mời cả ông Hòa và bà Hương mời chúng ta ra đây, tôi xin hòa giải luôn tại ruộng ngô cho nó tiện. Chà, ruộng ngô này là bị bò giẫm đạp khoảng chừng 40 m². Như vậy là bên chú Hòa là bò của chú là có không có cài then cho nó chặt, dẫn đến tình trạng mưa là sấm chớp nó sợ nó chạy ra đây nó phá ngô người ta này, chú thấy không? Như vậy về mặt dân sự là điều 603 là chú có trách nhiệm bồi thường, đi đâu thì cũng phải bồi thường hết, nguyên tắc là như vậy đó. Như vậy thì bên đây cô Hương có quyền yêu cầu chú bồi thường là hoàn toàn đúng. Như vậy chúng ta mới xác định rằng là cái ruộng ngô này bị phá khoảng 40 m², cây ngô này cô mới trồng được mấy ngày đúng không, còn rất nhỏ, bò nó đạp thôi. Như vậy có nhiều vị trí tôi thấy ngô nó trồng dày lắm, cô đặt vấn đề bây giờ nếu mình bứng cái chỗ dày đó ra là mình dặm lại cái chỗ này là ok rồi. Thứ hai nữa đó là bên chú Hòa này phải chịu trách nhiệm này, mua thêm phân rồi cho các cháu ra vun sới lại để cho cái năng suất khu vực này nó bằng với cái năng suất bình thường. Như vậy đây là một cái phương án giải quyết tốt nhất. Thôi thì cô chú cố gắng, mà cũng phải cố gắng nghe đồng ý, chứ còn nếu không mà chú mà đem ra đó, chú đặt vấn đề về xóm giường là phải tối lửa tắt đèn có nhau, đi xa thì chú đi mình chứ tôi đi, à xin lỗi, đi nhanh thì đi mình chứ chú đi xa là chú phải đi đông người, hàng xóm láng giềng là phải có nhau. Cho nên trên quan điểm này là chú phải hết sức thuận hòa với đôi bên đó, để chú phải thống nhất cái trách nhiệm bồi thường của mình. Và đây là bồi thường bằng một công việc cụ thể nhá, hôm mai bắt đầu làm đi, thôi thì tình làng nghĩa xóm hai bên hòa thuận với nhau nhá, rồi cố gắng như vậy rồi. À, cũng có thể là trong trường hợp mà không thể khắc phục được thì chúng tôi sẽ, và là hòa giải viên, tôi sẽ tiến hành là quy ra cái diện tích và đồng thời nhân ra sản lượng, trừ đi cái rủi ro, trừ đi cái chi phí từ cái lúc mà bò giẫm cho đến lúc thu hoạch, thì chúng ta trừ đi thiệt hại và đưa ra một cái giá cụ thể để cho hai bên hòa hàn với nhau. Và trên tinh thần đó thì chắc chắn các bên hòa giải sẽ thực hiện được. Và với tinh thần hòa giải là vun vào để cho các bên đoàn kết và giải quyết thật tốt các vấn đề. Các cụ vẫn nói vô phúc mới đáo tụng đình, không nên làm điều đó. Và ngoài ra phải đóng án phí. Cho nên thôi cố gắng nha, mai thực hiện liền. Rồi xin cảm ơn. Dạ xin hỏi chú Hòa có đồng ý cách hòa giải rồi không ạ? Hài lòng không ạ? Dạ rất là đồng ý, thấu tình đạt lý. Dạ, dạ cô Hương thấy sao ạ? Dạ em nhất trí ạ. Nghe nói chú Hòa cô Hương là hàng xóm mà ông này thì cũng chưa có vợ, ông này cũng chưa có chồng á. Xin được cảm ơn. Và quý vị, chúng ta vừa đến với phần thi hòa giải viên khéo đến từ tỉnh Bình Phước, là cảm nhận được tình làng nghĩa xóm thật sự tuyệt vời đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiểu phẩm. Một câu chuyện nữa sẽ có mặt tại sân khấu này với những con người, những nhân vật thật sự sống động. Và xin chào đón tiểu phẩm đến từ Bình Thuận.